Chúa theo Thánh Gioan, chương 16, câu 16 đến 20. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ, vài người trong nhóm 12 môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta, ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha. Vậy các ông nói, ít lâu nữa, nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than vang, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, anh em sẽ khóc lóc và than vang, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Người Kitô hữu chúng ta đang sống trong niềm hân hoan của mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Đây là niềm vui trọng đại và cốt lõi của niềm tin chúng ta. Bởi vì nói như Thánh Phaolô: Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền. Chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Thế nhưng, tin mừng phục sinh hoàn toàn khác với những thú vui chóng qua của trần gian hay những cảm xúc hoan hỷ mà con người có thể dễ dàng thủ đắc được. Để có được vinh quang phục sinh, Đức Giêsu Kitô phải bước qua con đường thương khó và cái chết nhục nhã trên thập giá. Cũng vậy, nếu chúng ta chọn Chúa Giêsu và trung thành bước theo Người, chúng ta cũng phải chấp nhận bước theo con đường mà Người đã đi. Con đường đòi hỏi sự hy sinh, gian khó. Con đường chắc chắn sẽ có khóc lóc và than vang. Và tất nhiên, đây không phải là một sự lựa chọn rủi ro, nhưng là con đường chắc chắn dẫn đưa chúng ta đến niềm hoan lạc vĩnh cửu, như chính lời của Chúa Giêsu đã hứa: nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Vấn đề đặt ra, khuynh hướng tự nhiên của con người chúng ta là ngại hy sinh, thích tìm những sự dễ dãi, thoải mái. Hơn thế nữa, có những lúc gặp khó khăn, thử thách, chúng ta không còn nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa. Chúng ta hãy để cho lời Chúa mỗi ngày nhắc nhở chúng ta, củng cố niềm tin của mỗi chúng ta, để giữa cuộc sống thăng trầm với những sóng gió, gian truân, chúng ta vẫn luôn tin tưởng, bình an và hân hoan bước theo Chúa Kitô cho đến trọn đời. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Xin tuôn đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con luôn xác tín rằng Chúa hằng ở bên chúng con. Xin giúp chúng con trung thành bước theo Chúa, dẫu cho phải đối diện với phong ba, thử thách của cuộc đời. Amen.